Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 USDT top cần ordinary nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đăng tag chatbot nha. Rồi các bạn lướt xa để đi tiếp nha các bạn. Nhấp vào đây chữ U hết ta. U1 EB. Chút xíu nó qua mắt mình. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi, cấp trả sai, tiếp tục trả tiếp các bạn. 4G S6 để cho bot. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm continue các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn join group nè. Rồi, các bạn gõ một câu đi. Để nó chat mình không phải là người máy nha các bạn. Good, I drop. Rồi, bạn bắt đáp lại. Các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi, bạn bắt đáp lại. Xin tại Twitter các bạn follow nè. Rồi, xin tại Twitter thì bạn theo dõi các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lại nè. Rồi, các bạn pin bot tăng 5 người bạn mình vào nha các bạn. Rồi, các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cái tweet nè. Các bạn tăng 5 người bạn mình, các bạn gõ ở cộng nó ra những người bạn của mình các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Sau đó thì các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi mình đã join rồi, tiếp tục follow và retweet bot nè. Rồi các bạn tìm cái bài dự án của nó các bạn. Không có. Đây nè các bạn. Và bài này không ta. Khoan các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi các bạn bỏ đi, bạn khỏi tweet cũng được nữa các bạn. Nó không có chat mình đâu. Rồi các bạn bắt đáp lại bot nè. Rồi các tại sao kỹ ta. Rồi các bạn bấm submit đi tên nè các bạn. Rồi bạn bấm done. Rồi tiếp tục gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp avatar, nhấp vào ba gạch cùng nhấp. Rồi bạn nhấp vào chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép liên kết nè, gửi cho bot nè. Tiếp tục con join vào group của nó các bạn, rồi bạn bấm don. Rồi nó hơi tự quyết không bấm xét. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ BNB Smart Chain Best 20 trên dưới chocolate cho mình nha các bạn. Rồi sao chép nè. Gửi cho bot nè. Rồi, các bạn bấm vào sau tiếp để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Vậy các bạn việc lên ghép chia sẻ cho ông bè và người thân đi kiếm chúng tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.